Hiếu Minh Auto xin mến chào tất cả các bác và tất cả các anh chị em yêu thanh trên biển Tổ quốc nhé. Thì hôm nay trong video này em xin phép giới thiệu để các bác và tất cả mọi người một mẫu băng số mà Hiếu Minh đã bán ra thị trường cũng như cung cấp cho các bác trong vòng một năm qua với chất âm rất là hay, cùng với đó rất nhiều tính năng đặc biệt. Thì đó là mẫu băng số JBL KX9200 với thiết kế bên ngoài là mặt trước là bóng nhá, đây là nhựa pha kính này, bóng rất là đẹp, sang trọng. Thì đối với các bác mua băng số thì Hiếu Minh đã cài sẵn 41 cũng như các bác có thể lên website Hiếu Minh tải sẵn phần mềm này về. Đấy. Và cái điều quan trọng là phải tích hợp USB Wi-Fi các nhá. USB Wi-Fi sử dụng phần mềm trên điện thoại. Thì các bác nào có sử dụng iPhone ấy, các bác có thể tải về. Tải trên kho ứng dụng Apple Store. Đây em gửi đấy. Đây. Phần mềm T-Audio các bác nhá. T-Audio này. Đấy. Thì cái phần mềm này rất là hay, các bác ngồi từ xa các bác điều chỉnh được âm lượng như music này. Đấy. Music nhá. Hoặc là âm lượng mic này, đây để mình em quay âm lượng mic này, effect này, hoặc là bác có thể chỉnh được tiếng bass, mid, chép của đường mic các bác nhé, rất là hay. Với nhiều ứng dụng khác thì em sẽ ở video trước đây em đã giới thiệu sơ lược rồi. Đấy. Một cái tính năng cực kỳ quan trọng mà rất hữu ích và hiện đại, thể hiện sự hiện đại của một chiếc con vang. Bảo chào to nhạc to thoải mái hoặc là giảm đi này đấy. Em cầm đây. Đấy, giảm đi. Thì ở đây thì như bác nhìn thì em đã phối ghép sẵn chiếc vang này với một chiếc lọc DBX 2231 và một dòng lọc cho chất âm khá là hay. Thì Hiếu Minh hiện tại bờ đang bán ra, hiện tại trên thị trường kênh của em là ông bán ra được 7-8 mã lọc, nhưng con này cho chất âm thuộc dạng là cũng là hay bác nhá. Bác chơi gia đình cực kỳ hợp lý vì giá thành cực kỳ hợp lý rồi. Và sản phẩm ở dưới nữa là cũng đẩy CA12 cộng Soundtender. Đây là sản phẩm đẩy cho tiếng cực sáng với công suất là 1000W một kênh, nghĩa là chơi tốt hai cặp bắt 30. Như đây nó phối ghép với một cặp JBL 6012 từ thường từ 190 họng 76. Và bên trên là một chiếc mic không dây. Thì với cấu trúc bộ dàn này nó sẽ rơi vào khoảng độ là 17 triệu đến 18 triệu bác nhé, cả bộ cực kỳ chất lượng. Thì bây giờ em xin phép là test hát một bài nhạc cho anh Tươi thể hiện, thì bác cùng xem cũng đánh giá về chất âm của chiếc vang này và cũng xem ý kiến đóng góp của các bác. Thì bác cùng xem với em, anh Tươi hát giúp em với. Không lo lắng chẳng nuối tiếc.
là phù du. Ba gió hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không gánh ghét hận thù, đừng làm dối lòng lừa vì kiếp người sẽ vội qua. Trở về các vui thì xin đừng có tính thiệt hơn. Đời như con mơ, được mong ta đâu ngờ. Hỏi ai có bao giờ không trở về các vui đâu. Cuộc đời là bao, hãy bên thương nhau với bằng tất cả con tim. Để rồi một mai ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nổi tiếng buồn phiền chuyện thế sự nơi trần gian. Để rồi một mai ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nuối tiếc buồn phiền tìm thế sự nơi trần gian. Rồi, cảm ơn anh Tươi. Như vừa rồi em đã giới thiệu đến toàn thể các bác cũng như các bác cùng xem đánh giá chất âm của chiếc vang này. Và còn điều nữa là chiếc vang này tích hợp ngoài USB Wi-Fi thì chiếc vang đây là chiếc vang số cổng quang nhé, tích hợp cả cổng quang nhé, phù hợp cho các bác chơi gia đình. Thì các bác nào có nhu cầu, hiện tại với giá thành của con vang em nghĩ cực kỳ hợp lý cho bác chơi gia đình. Thì các bác nào nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp bên Hiếu Minh qua số điện thoại là 0919182233 hoặc số Viettel là 0389840238 để ông tư vấn và lên đơn ship code CD bác nhé. Hoặc các bác có thể đến cửa hàng em số 451 phố Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để có nhân viên hướng dẫn và tư vấn đầu lối. Và ở trong video này thì em xin báo cáo các bác là hiện tại cửa hàng em có các chương trình cả góp, thì các bác nào cũng sắp Tết rồi, các bác nào nhu cầu có thể đến tận cửa hàng em mang theo chứng minh thư hoặc sổ khẩu hoặc chứng minh thư bằng lái xe để có thể làm thủ tục trả góp với những bộ dàn chất lượng với giá cả hợp lý và bảo hành dài bác nhé. Hoặc các bác ở xa thì có thể là có thẻ tín dụng tiêu dùng thì có thể liên hệ em để em tư vấn để các bác có thể làm thủ tục trả góp từ xa. Và cảm ơn tất cả các bác đã xem cũng như ủng hộ video của Hiếu Minh. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác, hẹn tất cả các bác ở những video tiếp theo ạ.